chợ mới đón anh đón người về quê. Còn buồn không anh, sao chẳng thấy anh về. Rồi có cái câu đón người ghệ quý. Ghệ hay là ghệ? Ghệ quý. Ghệ nhưng mà hát xuống nãy xuống tông nó thành đón người ghệ quý. Ê, cái đoạn này chắc phải diễn nè. Phải vô, nhập tâm vô. Em vội chạy ra sau, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chảy mãi giữa lòng son. Chờ mới đón anh đón người rể mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Rồi đi hội chợ, đi cởi cởi nói ra, đi hội chợ đi. Bây giờ đi bỏ ra. Ừ. Sao bất ngờ, sao tao bất ngờ này, tao bất ngờ. Nên nghĩ có mấy ngày mà sao lên nó nhiều sự bất ngờ quá trời. Rồi đi hỏi chợ. Mình cũng chia sẻ qua một số cái công dụng chính của trái ngầu. Thì trong dân gian là hồi xưa bà con hay sử dụng trái ngầu chấm muối ăn nè, hoặc là có thể ngâm rượu. Thì cái những cái công dụng chính thứ nhất là hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Rồi thứ hai là giúp cân bằng cái đường huyết cũng như là tiểu đường. Do vậy là bây giờ các cô chú anh, các cô bác mà lớn tuổi á, thì họ sử dụng cái trái ngầu này rất là nhiều. Ngoài ra thì nếu như là trong trường hợp là mình đi, mình chưa có gọi là ở cái độ tuổi lớn á, thì mình sử dụng để mà giúp tăng cường sức đề kháng. Đồng thời khi mình sử dụng một thời gian á, thì trong cái trái ngầu nó có những cái thành phần chống oxy hóa, selenium. Đúng rồi, đúng rồi. Hỗ trợ đẹp da, giảm cân. Đó, đó là những cái công dụng cơ bản của trái ngầu. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Anh Cua đang ở quán AK Cà Phê. Thì chiều ngày hôm nay là mình sẽ làm nước để đem qua CC25 Trường Sơn. Tại vì ngày hôm nay là một ngày cũng rất là vất vả. Sau khi đợt hàng mới lên, đóng hàng nhiều nè, và mọi người cũng hôm nay có thể là tăng ca nữa, cho nên là mình làm một số món nước coi như giống như là để giải nhiệt mùa nóng ở Sài Gòn. Thì giới thiệu với các bạn nha. Đây có hỏi mọi người bên CC25 Trường Sơn là uống món gì, order gửi menu qua. Bây giờ là order nha. Hai trà dâu, một trà vải, một cà phê sữa đá, cà phê không bỏ đá. Bỏ đá ra riêng. Và chỉ có cà phê sữa là bỏ đá thôi. Đó. Giới thiệu với các bạn nha, món giải nhiệt mùa nắng nóng Sài Gòn. Mình không ngờ là món này là khách tới đây là kêu rất là nhiều luôn. Món này là cũng khoảng gần tháng rồi ha Quỳnh ha. Là trà hoa cúc, và trên đây là có nhãn nữa. Thì này là một ly là 39.000. Ngoài ra thì Ánh Cua còn có những món mới cập nhật. Tuần tới là sẽ có rất là nhiều món mới nha các bạn. Ở đây là có thêm cà phê muối nữa nè. Rồi các loại bánh, nói chung là cũng theo ý thích của khách mình điều chỉnh từ từ. Thì hiện tại thì cái bánh chanh dây với tiramisu, rồi bánh trà bông cây và trà bông bánh phô mai. Đó. Hiện tại thì quán đang có khách cho nên là mình sẽ hạn chế quay cảnh toàn nha các bạn. Mình vô bên trong nha. Đây, trà dâu làm size lớn hết. Có nhiều khán giả hỏi size M, size L là gì? Thì mình là size M medium, là size vừa, còn size L là size lớn nhất ở bên cửa hàng nha. Đây, cái này là size size L. Trà dâu là bên mình là dùng dâu tươi nè, cắt lát ra. Mình có topping chân châu trắng nha. Xí xí 11 là em để chân châu trước, xong cái để dâu lên trên nha.
tại bữa nay quay cho nên là bạn hơi run, hơi bị đảo lộn chút xíu. Chào vải. Ba trái vải. Hai trà dâu. Trà vải, cà phê. Cà phê muối. Ba Trường Sơn thôi. Lên xe với bài. Ủa quay cho tôi mà đi đâu với bài? Sao đem nước qua mà không có ai đón chào vậy trơn vậy? Hả? Hồi nãy thấy chụp cái thùng mà sao giờ thùng cái ly rồi? À hài thôi, tải hình ở trên mạng á là kêu order cà phê sữa nhưng mà cái ly bên mình á là thấy nhỏ quá. Gửi cho cái thùng giống như cái phích nước uống trà đá vậy đó. Đây, cà phê, à cái này nè, cà phê này là không đá nè. Rồi về chưa uống hả? Không đá, ít thôi. Ừ, ngộ ha. À, trà dâu là của Phấn với Trang đúng không? Rồi của Ánh là trà vải hả? Không, à là hai rồi, rồi cái này là của Đức nè. Rồi trà vải này của ai nữa? Của Thịnh. Ủa, có... có Thịnh nữa hả? Đó, giờ nhiêu đây là đủ người bên đây luôn á. À, cái này cà phê muối của em. Đây, giới thiệu với các bạn hàng những sản phẩm mới của Ánh Cua trước đi nha. Ngoài những sản phẩm trước giờ mình giới thiệu thì mình sẽ giới thiệu những sản phẩm mới để các bạn, những ai mà cần có thể là liên hệ Ánh Cua để đặt hàng. Cái này là gỏi bồn bồn, muối chua. Thì cái món này á, là thường á, là sẽ xào với tôm nè, hoặc là chấm với cá kho. Rất là ngon luôn nha, cái này là đặc sản Cà Mau, chủ yếu là ở huyện Cái Nước. Thì cái sản phẩm này là mình bảo quản, tại vì không có chất bảo quản á, cho nên là để tủ mát tầm khoảng liên tục á nha. Thì tầm khoảng là tối đa là 30 ngày thôi, không để quá lâu. Cái này là làm ngâm bằng cái nước vo gạo các bạn, lên men tự nhiên. Đó, cái gói như thế này là nửa ký, giá là 60.000 một gói. Này, dưa bồn bồn 60.000. Ở đây là có thông tin đầy đủ nha các bạn. Này là sản phẩm của OCOP. Một cái gói này nửa ký là đúng là nửa ký dưa bồn bồn luôn nha. Còn lại là 400g là nước. Rồi khô cá chỉ vàng. Đây, khô cá chỉ vàng. Ở đây là đặc sản Sông Đốc Cà Mau. Thì cái gói này là 500g, giá là 140.000 một cái gói này. Đó, các bạn mua 1 ký thì 2 gói chỉ có 140.000 thôi. Khô cá chỉ vàng rất là dễ ăn và mình có gia vị nhưng mà rất là ít nha. Mặn mặn và ngọt tí xíu à. Thường thì các sản phẩm khô miền Tây á thì nhiều khách sợ là bị ngọt, ăn giống kiểu miền Tây, nhưng mà khô bên mình á là không có quá ngọt. Và cá sặc bổi thì trước giờ thì cũng nhiều khách hàng order rồi cũng biết được cái vị cá sặc bổi của bên mình rồi. Size thì có size lớn, size nhỏ. Size lớn là 8-9 con một ký. Một ký là 490.000. Gói này là đóng gói một ký luôn nha. Nhưng mà nếu các bạn muốn mua nửa ký thì bên mình vẫn đóng gói nửa ký luôn nha. Còn cái size nhỏ hơn là 14 con thì giá là 460.000. Thì 14 con một ký thì cái độ phơi nắng của nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ khô hơn một chút xíu. Nhưng mà cái loại mà 8-9 con thì bên mình bán chạy hơn nha. Tại vì cái thịt nó vẫn còn dẻo. Còn cái này thì nó sẽ khô hơn một chút xíu. 460.000, size 14 con một ký. Đây, sản phẩm OCOP Cà Mau. Cái này là trà bông tôm đất nha các bạn, là từ tôm thiên nhiên. Thì tôm đất của mình đó là bên mình chỉ có hai sản phẩm là tôm khô đất và trà bông tôm khô đất thôi. Thì cái hộp này là 100g, giá là 160.000 một hộp. Thường thì sản phẩm này thì bên Ánh Cua là khách hàng là chủ yếu là người lớn tuổi nè và nhà có trẻ em. Đó, cái phần trà bông tôm này các bạn thấy nè,
100% là tôm đất luôn nha. Trong đây là thành phần là 95% là tôm đất, 5% là muối. Đó. Này là của hợp tác xã đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm đầy đủ và có giấy tờ mình phân phối sỉ luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn mua thử ăn thấy ngon, có thể là quảng bá món này cho nhiều người nữa thì có thể là liên hệ Ánh Cua để liên hệ sỉ nha. Bánh phồng 70% bestseller, lúc nào khách cũng chọn 70%. Còn cái loại 50% thì bây giờ là mình đang áp dụng chương trình là tặng sản phẩm, như mua 1 kg củ hủ dừa hoặc là 1 kg khô mực câu thì sẽ tặng một hộp bánh phồng 50%. Thì thường là tặng khách được tặng một hộp này rồi cho nên là mua cái loại 70. Mua loại 70 cũng được tặng nữa, tặng rất là nhiều nha. Một hộp bánh phồng chuối nửa ký, khi mua 1 kg hộp bánh phồng tôm. Đó, mua 2 hộp lớn tặng một hộp cũng 500g luôn. Cái hộp này nửa ký nặng lắm á. Nhìn gọn gọn vậy chứ trong đây rất là nhiều. Tại vì mình đóng gói, quy cách đóng gói là ở trong này các bạn là dày đặc luôn nha. Sắp gọn gàng cho nên là cái hộp nhìn nó gọn. Bánh phồng chuối thì nếu mà các bạn mua lẻ thì giá một hộp nửa ký là 120.000 một hộp. Và bên mình cũng có hộp nhỏ luôn, 250g, 70.000 một hộp. Giới thiệu cái giá của bánh phồng 50, một hộp nửa ký là 190.000. Còn hộp nhỏ 250g thì 100.000. Đó, bây giờ thì chủ yếu hộp nhỏ là mình khách mua hàng là mình tặng rất là nhiều. Rồi ở đây có đậu phộng, tỏi ớt của anh Funny Hùng. Rồi củ hủ dừa của Phan Diễm Vlog. Thì chương trình bên Diễm áp dụng như thế nào thì bên Ánh Cua sẽ áp dụng giống nhau luôn. 1 kg củ hủ dừa sẽ tặng một hộp bánh phồng tôm 250g. Cái này khoai môn sấy nhà làm. Đó. Này gọi là đúng là khoai môn sấy mẹ làm và chuối sấy nữa. Thì một gói như thế này là gần 200g nha các bạn. Khoai môn sấy thì rất là thơm và ngon. 48.000 một gói. Còn chuối sấy, chuối sấy thì là 28.000 một gói, cũng gần 200g. Còn một món mới, mới tinh luôn. Đây, lên tủ đông ở trên này. Tôm thẻ. Tôm thẻ xẻ lụi. Đó, nhưng mà bây giờ thì mình không có lụi mà mình xẻ thôi nha. Đây là tôm thẻ thiên nhiên nha các bạn. Tại sao mà Ánh Cua để nguyên cái đuôi như thế này? Tại vì mình phân biệt những ai mà ăn tôm thẻ xẻ là sẽ nhìn cái đuôi sẽ phân biệt được là tôm thiên nhiên và tôm nuôi công nghiệp. Thì 100% là hàng bên mình là tôm thiên nhiên cho nên là mình phải chừa cái đuôi để cho các bạn phân biệt hình dạng của cái đuôi của tôm thẻ thiên nhiên. Cái món này là một gói vậy là 250g nha các bạn. Giá là 300.000 một gói. Nếu mà các bạn mua 1 kg là mình sẽ miễn phí ship nha. Cái số lượng của cái tôm thẻ xẻ này nó sẽ không có nhiều. Tại vì nó tùy theo con nước, cũng giống như là tôm khô đất nha các bạn. Đó, rồi bình thường thì sẽ có khô cá dứa nè, khô cá lóc nè, rồi khô mực câu. Thì lúc nào cũng có hàng nha. Các bạn nhớ gọi số hotline 0915 999 550 nha. Này, khô mực câu thì bây giờ mình bảo quản có một cái túi chống nhiệt như thế này để bảo quản được cái con khô mực cho nó không có bị đổi màu các bạn. Đó, mực lúc nào cũng mới tinh và loại khô mực câu loại nhất luôn nha. Thì các bạn thấy là mình mực rất là đẹp, với lại là trắng xanh mà long lanh luôn, chứ không phải mà đổi màu mực cũ đâu. Bên mình là ghe mà đánh bắt xa bờ á, câu mực á, mà vô á là lên mực liền. Đây, Ánh Cua báo giá rõ cho các bạn nắm nha. Bên mình là có 5 size khô mực câu, size thượng hạng là siêu to khổng lồ là 6-7 con 1 kg, giá là 1.590.000. Còn size 8-10 con 1 kg là 1.490.000. 12-15 con 1 kg,
giá là 1.390.000, 18-20 con một ký giá là 1.320.000, size nhỏ, nói chung cũng không nhỏ đâu, là nó cũng gần bàn tay đó, là 24-26 con một ký là 1.290.000. Nói đúng không bạn? Ok, trời ơi, thục giá hết luôn. Nhưng mà mình đóng gói nửa ký luôn nha. Hồi nãy cái giá đó là mình báo là một ký, thì các bạn mua thì lấy giá đó chia đôi ra. giờ bắt đứng đây chia đôi là nhiều khi không nhớ hết, bị nhầm. Đây, khuôn mực thì anh cô sẽ tất cả các sản phẩm đặc sản Cà Mau ở đây là mình gửi đi nước ngoài được luôn nha các bạn, trừ mỗi sản phẩm là lạp xưởng tôm thôi. Tại vì lạp xưởng tôm là có thành phần thịt heo, và hiện tại thì cái cước phí vận chuyển đi nước ngoài á, rẻ hơn trước rất là nhiều. Cho nên là cô chú anh chị nào ở nước ngoài mà muốn order hàng á, thì có thể là liên hệ số hotline để mình gửi bảng giá cước phí vận chuyển nha. Các bạn có thể tham khảo để đặt hàng. Tại vì hiện tại thì mình thấy là cái giá nó thấp và đi hàng rất là nhanh. Trong vòng 5-6 ngày là nhận hàng đúng không? 3 ngày hả? Nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là 6 ngày thì cước phí nó khác đúng không? Trên là chi phí thì nhanh là có 200, 260. Tại vì cước phí thì đi các nước thì nó sẽ khác nhau, cho nên là các bạn cần tư vấn thì có thể là nhắn tin qua Zalo hoặc là Viber số hotline nha. Rồi bên mình sẽ gửi cước phí vận chuyển cụ thể sẽ chính xác hơn. Nhưng mà giá cước phí bây giờ là đang thấp và đi hàng rất là nhanh. Tối đa là có 6 ngày thôi, nhanh nhất là 3 ngày là các bạn nhận rồi. Siêu tốc luôn. Ngoài lạp xưởng tôm của anh cua, lạp xưởng thượng hạng, rồi lạp xưởng loại 50% tôm, thì bên mình có lạp xưởng gà quay Mai Quế Lộ nữa nha. Hồi bữa anh Tú tới, ảnh nói nhầm là lạp xưởng gà quay Hối Lộ. Đây nước cốt trái nhàu. Thì một lát nữa là ảnh cua có hẹn với một chị bên công ty của SK nước cốt trái nhàu này ở tại hội chợ công viên 23 tháng 9. Thì hội chợ đã diễn ra mấy ngày rồi, nhưng mà bây giờ thì chị mới sắp xếp được thời gian rồi, mình sẽ qua bên đó để phỏng vấn chị một chút xíu. Chủ yếu là mình sẽ chia sẻ về cái quy trình sản phẩm này và công dụng để cho các bạn nắm được cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Thì ảnh cua biết về trái nhàu này cũng rất là lâu rồi. Thường trước đây là không có sản phẩm mà chiết xuất làm đóng hộp như thế này đâu. Là ở nhà mình hồi xưa là cây nhàu là thường là ngâm rượu rồi khoảng vài tháng sau là nó kiểu như nó ra cái tinh chất của trái nhàu á, rồi uống để trị bệnh là nhức mỏi. Thường là cha sẽ sử dụng công dụng của trái nhàu là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trái nhàu đã được đóng gói là một sản phẩm của Cà Mau luôn. Đây là sản phẩm ô cốp. Về sức khỏe thì rất là tốt, về trị mất ngủ nè, xương khớp nè, rồi đó, nhức mỏi, rồi sức đề kháng nữa. Để chi tiết hơn thì ánh cua sẽ gặp chị Loan bên công ty ha. Giới thiệu với các bạn, đây là mẫu hũ mắm tôm mới bên mình. Hũ này thì nhiều tôm hơn một chút xíu so với hũ 550g hiện tại nha. Thì sắp tới là ánh cua sẽ không còn hũ 1kg nữa, tại vì cũng ghi nhận nhiều đóng góp cũng như ý kiến của khách hàng là hũ bự quá thì nhiều khi ăn rất là lâu, cho nên là mình sẽ chỉ bây giờ là mình chỉ có một size là cái hũ 600g này thôi. Thì hũ 600g thì tôm nó sẽ nhiều hơn. Thì giá của hũ này là 190.000 một hũ nha các bạn. Tôm rất là nhiều nha. Đây, bên trong thì tôm mà khối lượng tôm á, là 400g, còn 200g là nước, thì tỷ lệ là 2:1. Đó. Nếu mà các bạn muốn mua hũ mắm tôm chua này thì alo cho anh cô luôn nha.
cà phê, AK cà phê. Cái này là đã xay sẵn rồi nha các bạn. Các bạn ở nhà có máy pha hoặc là phin pha cà phê á, thì một cái gói này là 99.000. Đó, cái này là 250g. Thì có thể là order để Ánh Cua đóng ship bu cục luôn nha. Đây là cà phê thì Ánh Cua nói thành phần để các bạn thường uống cà phê á, thì sẽ biết là nó có hợp gu với mình hay không. Cái này là 70% là Robusta, còn 30% là Arabica nha. Thì so với cái tỷ lệ này thì cà phê nó sẽ mạnh một chút. Mình chưa ăn sáng, qua kêu ly cà phê uống xong say tới trưa luôn. Đây, cà phê rang xay nguyên chất 100% nha, không tẩm bất cứ thứ gì hết, cho nên là các bạn uống thì nó sẽ có một cái sự khác biệt. Sao mới về quê mới lên nghỉ mấy ngày luôn. Nhưng mà về quê xong rồi em phát hiện nha, livestream ca cổ. Giờ hát câu ca cổ nghe chơi coi. Tự nhiên hát chay gì. Chứ bình thường hát có nhạc, bây giờ hát chay nè, để biết là rõ giọng hát như thế nào. Về dưới mà hát mà từ là giấc trưa mà cho tới 11 giờ đêm. Vui quá ha. Giờ hát nghe, hát câu đi. Uống có say đâu. Khách hàng tới cửa hàng mua là gặp Thúy Tôm là nói chuyện nguyên cả buổi luôn. Rồi hợp gu lắm. Bây giờ là giao lưu với khán giả hát một câu nè. 11 khách tới mua hàng bắt Thúy Tôm ra hát ca cổ cho nghe. Tự nhiên hát kỳ. Chung là đi bữa giờ về cái giờ bữa nay lên nó hơi đuối. Nhậu quá. Lên hồi khuya này. 3:30 sáng. Bây giờ nói mệt rồi có hát nổi không? Hát một câu ngắn thôi. Giờ ca vô câu cổ thôi ha. Con nhớ vô tới đâu phút nào nè. Không, bài đó phải thuộc chứ, bài thuộc là phải thuộc chứ. Câu rồi gặp anh hai ảnh bào, anh bây giờ là thượng sĩ, tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc quái chầu trên tay mẹ ngừng lại. Dạ nhìn vào đôi mắt em, mẹ sung sướng vui cười. Nhờ đi bộ đội mà thần tâm nay đã nên người. Nếu nó về chưa có nơi nào ra nghĩa, khi nó về mẹ sẽ làm đám cho con. Em vội chạy ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy mãi giữa lòng son. Chờ mai đón anh đón người ghê quý, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Rồi có cái câu đón người ghê quý. Ghế hay là ghế? Ghế quý. Ghế nhưng mà hát xuống nãy xuống tông nó thành đón người ghế quý. Ê, cái đoạn này chép phải diễn nè. Phải vô nhập tâm vô. Em vội chạy ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chảy mãi giữa lòng son. Chờ mai đón anh đón người ghế mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Rồi đi hội chợ đi, cởi cởi nó ra đi hội chợ đi. Giờ đi bỏ ra. Sao bất ngờ, sao tao bất ngờ này, tao bất ngờ nghĩ có mấy ngày mà sao lên nó nhiều sự bất ngờ quá trời. Rồi đi hội chợ làm luôn. Làm luôn, bây giờ nói tiếp này là tới làm vai nam nè. Tuy có buồn nhưng anh đâu dám dần, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con.
lỡ một lần xe duyên không phải bên là trọn đời chỉ chuốc khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bồng dập, chớ nhớ em nhiều, nhớ chợ mới thủy chung, nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khăng khai, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chi sao năm chờ có lâu lắm không em. Đó, trời ngọt xớt luôn, đúng là giọng miền Tây. Thật ra là anh ba hát ca cổ hay hơn hai chị em nha. Ok, rồi giờ đi ha. Giờ là anh cô tới Lê Lai nha các bạn. Thì bên này là hội chợ diễn ra hồi đầu tuần rồi. Ở đây là hội chợ cả ngày. Đường này là đường một chiều. Ở dọc đường Lê Lai cũng có rất là nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê lắm. Buổi chiều là ở đây công viên 23 tháng 9 thì người ta chạy bộ rồi đá cầu thể thao. Hội chợ nằm ở bên đây nha. Bữa nay đi hội chợ là có sister với anh ba khía. Mình kiếm gian hàng của chị Loan bên nước cốt nhào. Ở đây cũng vui ha, buổi chiều vui ha. Điểm du lịch sinh thái Cồn Én. Cồn Én là ở An Giang đúng không? Chợ mới An Giang đúng rồi. Đi dạo một vòng để coi gian hàng đang ở đâu nha. Gian hàng là phân theo tỉnh. Ở đây là tỉnh Sóc Trăng nè, Bạc Liêu nè. Thì Cà Mau sẽ gần ở đây. Ồ, tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Ồ, thấy có cái xuồng cua là giống Cà Mau á. Của Cà Mau hả? Ở đây là gian hàng của Cà Mau đúng không ạ? À. Ôi trời, cho em quay tí nha. Đây cua, này con cua gạch nha. Này là gạch, này là gì quên rồi. Tính tím là gì? Gạch gạch chàm, à, gạch dạ, yếm chàm. Ký nhiêu cua gạch ký nhiêu vậy anh? 800 à. 800. À, có luộc sẵn không? Dạ. Sẵn ở đây không có sẵn. À, ở đây là mình mua sống đem dạ, về. Mua sống đem về à. À, còn cua y bữa nay giá bao nhiêu? Dạ 700 à, cua y là 700 à. À, cua y là 700. À, cái này là y mấy? Dạ, cái này là y nhất mình luôn á. Không, ý là bao nhiêu con 1 ký? Dạ, là 2-3 con 1 ký à. 2-3 con. Dạ. Như vậy là 2 cặp 2 con. Còn cái loại dưới cặp là cặp 3 con à. Đây này là y 5 nè. Đó, nữa 2 con 1 ký. À, con này chắc lắm nha. Đó, các bạn nếu muốn ủng hộ cua Cà Mau thì ra công viên 23 tháng 9 để ủng hộ gian hàng đặc sản Cà Mau nha. Bữa nay giá bao nhiêu một ký vậy anh? Dạ, cua thịt đó là 700 mà, cua gạch là 800 mà. À, trên lệch chỉ có 100 ngàn thôi, nếu mình mua thì anh cua nghĩ là mình nên mua cua gạch nha. Ủa, hoàng hôn mà. Dạ, cua gạch 800, cua y 700. Mua đi chị, này là chính gốc Cà Mau đó. Ok, chúc được nhiều khách hàng mua cua nha. Và sản phẩm còn có đũa nước nữa nè. Đũa nước là đầy vuốt kìa, kiểu này nè. Trước là tròn, nhưng mà bây giờ có cái gốc này là... Lúc trước là tròn nè, còn bây giờ là vuông nè. Vuông thì nó cầm nó sẽ êm tay hơn với gấp đồ. Đây, rừng ngập mặn Cà Mau, cây đước. À, còn cái màu đỏ này là sao ta?
màu đỏ này làm cho cái thân cây đước à, cái vỏ, cái vỏ cây đước à, vỏ cây đước, còn cái này là vỏ của cái này của là cây đước luôn, cái này cái thân, cái đằng của cây đước này, cái vỏ được ngâm với nước từ 1 đến 2 năm sau đem lên nó có sẽ có màu tự nhiên như vậy luôn. Cái này là cái thân cây đước nhưng mà trước cái này là chưa có ngâm, chỉ là vuốt tự nhiên từ cái cây, cái gốc đước mà nó già. Còn như cái này á là sẽ ngâm, khi mà chưa có đập vỏ thì những cái vỏ cây nó sẽ lan vô và nó sẽ thấm vào cái thân cây luôn, là giống như là mình nhuộm màu, nhưng mà phải ngâm là 2 năm 3 năm thì mình mới lên mình chuốt đũa. Nói nôm na là cái nước mà nó màu đỏ như thế này á là từ màu của cái vỏ nước, của vỏ nước, cái vỏ ở bên ngoài á là nó sẽ có cái màu như vậy, rồi ngâm vô cái thân nước thì nó sẽ ra cái màu đấy. Năm ngâm 2-3 năm giá làm sao? Là 50 rồi, tầm giá 50 đều 50 hết hả? À vậy mình lấy cái màu đỏ đi, lấy 20-30 gì đó về xài. Đây có 30 nè, ủng hộ 30 đũa đước, 30 Cà Mau phát hiện bất ngờ là của anh Hoàng Hôn luôn các bạn. Đây là có một nhà hàng Hoàng Hôn ở tại đất mũi mà anh Quân cũng có chia sẻ giới thiệu với các bạn rồi. Cái này đẹp hơn nè, cái này là mình ngâm á. Rồi bây giờ là gặp chị Loan là sẽ tư vấn kỹ cho các bạn về cái sản phẩm nước cốt trái nhàu tốt cho sức khỏe. Thì cũng sản phẩm thì cũng có bên cửa hàng em cũng hơn 1 tháng rồi đó. Nhưng mà khán giả và khách hàng á thì cũng chưa có hiểu hết cái công dụng của cái sản phẩm này. Thì hôm nay là bên công ty SK Noni là có một cái hội chợ ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ chia sẻ đến cho các bạn rõ hơn nha. Rồi xin chào khán giả của Ánh Cua. Thì hôm nay rất là vui để được gặp Ánh Cua cũng như là chia sẻ một số thông tin hữu ích về cái sản phẩm nước cốt trái nhàu và để khách hàng có nhiều cái kiến thức hơn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì cái nổi bật của cái sản phẩm bên mình á là trái nhàu, là trái nhàu hữu cơ. Mình có vùng trồng riêng 5 hectare với Cà Mau, và khi mà trái nhàu được thu hoạch xong rồi thì sau 12 tháng mình ủ lên men, và sau đó mình sẽ qua quá trình tách chiết thành phẩm. Thì cái chai này nè là nó là hoàn toàn cái là hoàn toàn là nguyên chất nước cốt. Do vậy thì khách hàng ví dụ như khi họ uống thì họ sẽ pha loãng với nước để dễ sử dụng hơn. Thì hiện tại mình sẽ có 2 loại dòng có đường phèn 2% và dòng hoàn toàn không đường. Thì với những khách hàng mà họ có vấn đề về tiểu đường nè, hoặc là họ kiêng đường, đúng rồi, thì mình sẽ sử dụng cái loại mà hoàn toàn không đường. Không đường. Cái loại mà Ánh Cua đang cầm trên tay này là loại không đường nha các bạn. Cái chai này là chai lớn 750ml thì giá hiện tại là 380.000 một chai. Đó. Còn cái chai nhỏ hơn vẫn có luôn, cũng không đường luôn. Đó. Giá là 210. Đúng rồi. Dạ 210. Đó, thì các bạn có thể là lựa chọn nha. Thì nếu mà các bạn chưa sử dụng qua cái sản phẩm này thì có thể là mua chai nhỏ để thử. Khi mà mình dùng quen rồi mình mua chai lớn sẽ lợi hơn nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ qua một số cái công dụng chính của trái nhàu. Thì trong dân gian là hồi xưa bà con hay sử dụng trái nhàu chấm muối ăn nè, hoặc là có thể ngâm rượu. Thì cái những cái công dụng chính thứ nhất là hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Thứ hai là giúp cân bằng cái đường huyết cũng như là tiểu đường. Do vậy là bây giờ các cô chú anh, các cô bác mà lớn tuổi á, thì họ sử dụng cái trái nhàu này rất là nhiều. Ngoài ra thì nếu như là trong trường hợp là mình đi, mình chưa có gọi là ở cái độ tuổi lớn á, thì mình sử dụng để mà giúp tăng cường sức đề kháng. Đồng thời khi mình sử dụng một thời gian á, thì trong cái trái nhàu nó có những cái thành phần chống oxy hóa, selenium. Đúng rồi, đúng rồi. Hỗ trợ đẹp da, giảm cân. Đó đó là những cái công dụng cơ bản của trái nhàu. Thì trong cái rổ xu bên mình thì cũng khá nhiều nhiều thông tin lắm. Thì cái này có thể Ánh chia sẻ lại với khách hàng. Cho em hỏi là độ tuổi dùng là từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có thể sử dụng cái nước cốt trái nhàu này được ha chị Loan? Thật ra là ở độ tuổi nào cũng có thể sử dụng, có nghĩa là em bé. Đúng rồi, em bé cũng dùng được. Tuy nhiên là ở độ tuổi nhỏ thì mình sử dụng với tính chất gọi là hỗ trợ tăng cường thôi, nó chưa có tính chất phòng bệnh. Nên á, hiện tại tập khách hàng chính của SK Noni là nằm ở khoảng 35 độ tuổi trở lên.
Có nghĩa là những khách hàng họ đang gặp nhiều vấn đề, ví dụ là đau nhức nè, nhức mỏi rồi mất ngủ. Mất ngủ triền miên rồi, đó. Đúng rồi. Thì họ sẽ sử dụng. Với trái nhào này thì rất là quen thuộc với người dân Cà Mau, người miền Tây nói riêng và cả nước nói chung rồi. Đây mình có xem bộ trái nhào đây. Có thể mở cho mọi người xem. Cái này mình có mang trái thực tế đó, nhưng mà 2-3 ngày rồi nó bị héo rồi. Bây giờ còn ít. Đúng, đây là trái non. Nó chưa có lớn luôn á. Nhưng mà khi mà để ngâm á, có nhiều tinh chất hơn á, là cái trái nó sẽ già. Đúng rồi, chín già. Tầm 85% độ chín rồi bắt đầu mình mới thu hoạch. Ồ, nhưng mà mở ra cảm thấy nó thơm ha. Em đã uống thử rồi, dễ uống chứ không có khó uống đâu. Còn nếu mà các bạn mà kiểu hơi hơi cảm thấy nào nó khó, mình có thể pha loãng. Tại vì đây là nước cốt nguyên chất luôn. Thì mình uống mình cảm thấy nó đậm thì mình sẽ pha ra đó. Thật là rồi. Mình có thể mix với mật ong và thêm đá và uống như là detox cũng ngon. Chính xác luôn, anh cô có bán mật ong luôn. Thì các bạn là dễ, rất là tiện. Những ai mà có nhu cầu về sản phẩm như công dụng của nước cốt trái nhàu thì có thể là liên hệ cho anh cô nha. Mình có ship sản phẩm này đi toàn quốc luôn nha. Hình như sản phẩm này có đi nước ngoài được không chị? Hiện tại thì bên chị đi đi qua DHL, đi tại thị trường bên Đức, Hàn Quốc, Nhật với lại Úc. Thì về giá thì là công ty là đều niêm yết với cái giá hồi nãy là Ánh Cua và chị Loan có chia sẻ với các bạn á. Nếu mà các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể là liên hệ với Ánh Cua hoặc là tới trực tiếp cửa hàng đặc sản thiên nhiên Cà Mau, CC25 Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để có thể là thử sản phẩm và mua hàng nha. Thì bên mình tới các bạn tới thì mình sẽ có sản phẩm để thử luôn. Sample. Đó, đây cái lá nhào này, lá nhào này là gì, lực ôm lá nhào. Đúng rồi, đúng ăn rồi. Rất là tốt. Đúng rồi, lương ôm lá nhào luôn, đúng rồi. Mà em thấy cây nhào là không bỏ thứ gì luôn đó nha, là công dụng là lá cũng dùng mà trái cũng dùng. Rễ cũng dùng luôn. Rễ người ta ngâm rượu. Dạ. Đó. Là một bài thuốc nam. Rồi một sản phẩm tốt cho sức khỏe thì các bạn hãy liên hệ cho Ánh Cua để tư vấn kỹ thêm về sản phẩm đó nha. Nhưng mà nãy giờ thì cơ bản là chị Loan đã tư vấn rất là kỹ về các công dụng cũng như là về sản phẩm của cốt trái nhàu rồi. Rồi cảm ơn chị Loan rất là nhiều nha. Cảm ơn nhiều. Đây là tôm đất loại 1 luôn ha chị. Tôm đất loại 1. Dạ. Gói này cái là loại 2 đây mà chị hết. Loại 2 là nó nhỏ hơn thôi, chất lượng thì nó cũng như nhau, nó đều làm từ tôm tự nhiên. Cái size của mình là chỉ có 2 loại, và loại 1 và loại 2. Còn một loại 3 nữa. Loại 3 nữa. Là nó nhỏ rí à? Nhỏ rí. Cái loại 1 này là gói này là 250g là giá bao nhiêu á chị? Dạ đúng. Gói 250g. 250g là 450. 450. Vậy là 1 kg là 1,8. Dạ. Này là mình có hộp gì không chị? Có hộp. Cái hộp bên này. Tại mình mình tháo ra mình trưng bày bên đó. Tháo ra để mình thấy được cái con tôm nè. Đúng rồi. Đây là làm rất là sạch sẽ luôn nha các bạn, cắt gọn đầu rồi chân tôm luôn nè. Cái này là chỉ làm thủ công mới làm được thôi. Đúng rồi. Đó, cho nên là con tôm đất Cà Mau á là phơi. Tại sao mà tự giá nhiên rất là cao, đúng không? Dạ, tại vì tôm tươi á là nó đúng đã giá cao rồi, mà làm tôm khô để được như thế này á là phải là từ tôm đất sống, bầu tươi sống đem đi luộc. Đúng rồi. Nó mới đỏ ao được. Dạ đúng rồi, mà hoàn toàn là không có phẩm màu nha. Các bạn thấy mà cái màu đỏ đỏ của con tôm nó nghĩ là phẩm màu, không phải. Tại vì con tôm mà tươi sống á là nó sẽ có cái màu tự nhiên sau khi mà thành phẩm tôm khô. Em nhìn thấy nè, nó không có dính gì trên keo trên gì. Dạ. Khi mà giống như mình cắt cái đầu gạch mà nó không có sạch á thì nó mới có giống như cái ra cái dầu gạch của con tôm thôi. Còn ở đây là cắt sạch cái phần gạch tôm ra luôn. Không, nó vẫn còn cái đầu nhọn nhọn ở trong. Nói chung là cũng đó sẽ không tuyệt đối 100% đâu, có một chút xíu thôi. Cái loại 2 của mình thì giá sao ha? Loại 2 thì giá 1,5 triệu. Loại 2 giá 1,5 triệu, loại 3 nhỏ ghi. Nhỏ ghi cái gì? 1,3 triệu. 1,3 triệu. Chị em mua một gói tôm bạc với một gói tôm đất đi. Dạ. Mà chắc chắn là tôm đất là ngon hơn rồi, đúng không chị? Đúng. Ở đây còn có các sản phẩm rang,
tôm rang, cái này rang muối hay rang đường chị? Chị rang vừa ăn luôn á. Cái này tiện nghi cho những người nội trợ thời hiện đại. Khi mà em đi làm về em làm không kịp thì em sẽ có để ăn liền. Đậm đà vị miền Tây. Cái này nấu cháo trắng á, ăn hoặc là ở quê mình á là ăn cơm chan với nước dừa. Ăn với tôm này cực kỳ ngon luôn, hoặc là chan với nước đá lạnh, các bạn đã ăn chưa? Lấy cho em thêm một hũ này nữa đi. Rồi, hũ này bao nhiêu ạ? 101 là bao nhiêu gram ta? 200 gram. 200 gram. Dạ. Nhưng mà cái này để hạn sử dụng được bao lâu? Mình ăn xong mình cui ra thì mình ăn, rồi mình cứ để vô tủ đông thì mình có thể sử dụng gần năm. Còn nếu mà mình để ngăn mát thì mình sử dụng tháng ngày tháng. 2 tháng. Còn nếu mình chưa vui mình có thể để 6 tháng. Khi mà mở hộp ra thì cái thời hạn nó sẽ nhanh hơn. Cái này là để tối đa mà mình bảo quản tốt là để được cả năm luôn. Tại vì cái vị rang tôm là có vị mặn. Để cấp đông á, là mình để cả năm. Dạ, yeah, cấp đông nha. Rồi em lấy thêm một hũ này nữa nha. Rồi. Ủng hộ dân hàng Cà Mau nha các bạn. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đúng chị, bài áo cam mới Cà Mau á chị. Đúng rồi. Chị hát một câu được không chị? Rồi, 1, 2, 3, vô. Nghe nói Cà Mau xa lắm, cuối cùng bán đồ Việt Nam. Nhà chị được xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Cà Mau mặc em áo mới, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Quá dễ thương luôn, trời ơi cái giọng ngọc xế. Cảm ơn chị em. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi chúc chị là được nhiều khách hàng biết tới và bán được nhiều hàng trong hội chợ lần này nha. Rồi cảm ơn chị em rất là nhiều. Dạ. Vĩnh Long cũng có bánh tét luôn. Rồi anh nói là bánh tét Trà Vinh với Vĩnh Long là có khác, nhưng mà em thấy là hình thức là nó giống hệt rồi đó. Khác là khác gì ạ? Thực sự là ở Vĩnh Long hồi xưa và Trà Vinh nó sẽ là một. Còn khi chúng ta tách nhau ra thì cái sự hòa nhập giữa Vĩnh Long và Trà Vinh vẫn còn đâu đó. Và bánh tét này nó có sự giống nhau giữa Trà Vinh và Vĩnh Long trên câu chuyện là cái cô này là quê gốc ở Trà Vinh, lập gia đình về Vĩnh Long. Và trên đây sẽ là cơ sở 2 cho cái việc sản xuất sản phẩm này. Và trên đây thì chúng tôi không lấy bánh tét Trà Côn mà nó là bánh tét ngũ sắc. Nó là sản phẩm ô cốp của Vĩnh Long luôn rồi. Đây, tên sản phẩm ô cốp của mình là tên gì? Bánh tét ngũ sắc. Bánh tét ngũ sắc. Không, ý là tên mà đây, sản phẩm mà công ty á. Đúng rồi. Tên công ty hàng, cái này là bánh tét cô Ba Giang nha. Cô Ba Giang. Cô Ba Giang ở Vĩnh Long là bánh tét ngũ sắc, gồm có màu xanh của lá dứa, rồi màu tím này của lá cẩm hoặc là màu khoai lang tím, và cái màu này là màu của trái gất. Hồi nãy là ở bên Trà Vinh á, cái màu xanh này là màu xanh của lá rau ngót. Lá dứa rau ngót, còn cái này là lá dứa. Giá 100.000 một đòn. Bên này là lá đòn dứa. Này là đòn bánh này, trọng lượng của nó là 1,4 kg trở lên nha. 1,4 kg, cái gửi nó rất là nặng. Bao nhiêu anh? 100.000 một đòn. 100.000, lấy em một đòn luôn. Em ăn không thử bị nha. Rồi em ăn thử đi ạ. Đây, em ăn cái chỗ mà đây là bên này là dùng lá dứa. Bên đây là dùng lá dứa nha. Lá dứa mà lên được màu xanh vậy được luôn em, được chứ. Nhưng mà nó cũng phải có một cái thủ thuật để thực hiện. Có nghĩa là lá dứa cũng sẽ kết hợp với một ít xíu rau ngót thì nó sẽ giữ cái màu xanh đậm hơn. Còn nếu trường hợp màu rau ngót không thì nó sẽ mét mét. Nó sẽ không gặp. Đúng, sự kết hợp nó sẽ tạo ra một cái màu sắc nó sẽ đặc trưng hơn nữa. Cô lấy mấy đòn ạ? Một đòn ạ. Tết năm nay là thử cái rau ngót với lá dứa là trộn lại thì nó có màu xanh tươi đúng gì rồi, không anh? Hơi tươi vậy đấy. Hèn gì hồi Tết vừa rồi là gói nguyên một nồi bánh là cái màu xanh nó bị tái tái. Bánh này để được ok. Dạ để được 5 ngày cô ạ, bánh hàng mới à. Là khi mà các phòng bánh tét á, nó vẫn giữ được dẻo. Cái bánh nó không bị rơi rớt ra. Và đây là bánh mới, còn nếu trường hợp mà bánh mà nó hơi cũ thì chắc ăn nó sẽ bị khô bánh và nó sẽ rơi bánh hơn ra. Và khi cắt bánh này nó phải giữ được cái hồn bánh như thế này. Đây các bạn muốn liên hệ bánh tét Trà Côn, bánh tét cô Ba Giang. Cô Ba Giang
Vĩnh Long. À, số điện thoại nào đây anh? À, cả hai cái số điện thoại này đều liên hệ được hết. 0946001786. Ngoài cái bánh tét ngũ sắc này thì còn sản phẩm gì nữa không anh? Đây em có thể thử qua bưởi. Ở đây thì cái bưởi này đang sử dụng là bưởi Long ở Vĩnh Long nha, bưởi Long. Nó hơi the, hơi đắng nhẹ nha. Cái này là sấy giòn rồi chứ không sấy phải là nha. Cái kiểu dẻo dẻo mà em hay ăn. À, đây là loại sấy giòn, giống như snack vô. Dạ, giống dạ. Nó vẫn còn giữ được nguyên bản chất tinh dầu của nó. Nhiều người thì không cần làm đường luôn, nhưng mà ở đây thì có chút xíu đường và chanh để điều vị được những cái sản phẩm. Nó còn the, nó có cái phần mà tinh dầu của cái vỏ bưởi á. Đó là điểm khác biệt. Còn những cái sản phẩm người ta làm loại dẻo thì ở đây hình như là hết rồi. Hết cái loại dẻo không anh? Hết loại dẻo. Em ghiền ăn cái loại dẻo á, nhưng mà lần đầu tiên mà ăn cái vỏ bưởi sấy để em mua thử nha. Ủa em giữ tiền thầy hả? Một hộp gì bao nhiêu anh? À, một hộp này là 60. 60 là hộp này là bao nhiêu gram? 110 gram giòn. Còn giòn cái trường hợp rồi. Hôm nay thì em mua thì anh hai hộp thì tính 100 ngàn. Ủa là sao? Là một hộp là giá bao nhiêu bình thường? Một hộp bình thường giá của anh là 60. 60. Nhưng mà hôm nay đối với em thì là hai hộp là 100. Ô lấy em 4 hộp. 4 hộp luôn. Rồi 4 hộp. Nè, cho mỗi người hộp, Quỳnh hộp, rồi anh Ba hộp, anh Cường hộp là 4 hộp. Tới 4 người lần mà. Rồi đó, lấy ra đây. Bình thường ảnh bán một thủ là 60. Nhưng mà hai hộp này thì do tương tác hay quá nên ẩm ngay. Chị cứ dùng dừa lá dứa. Cơm dừa 40.000 một ký thôi nè. À. Nhãn tiêu Thanh Kiệt nha. Đây là mứt dừa sản phẩm một cốp 3 sao của huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Kết hợp giữa dừa, lá dứa và độ mềm của dừa non nha. Ồ trời ơi, mình thích ăn cái dừa non lắm. Mấy nay em tìm đó. Em tìm em lại gặp nữa rồi đó. Nhưng mà tại vì cái loại này á, là nó thời hạn sử dụng nó nhanh hơn là cái loại sấy. Đúng cho rồi. Cho nên là tìm mua nó cũng sẽ khó hơn cái loại sấy. Loại sấy thì để được lâu hơn. Cái gói này bao nhiêu anh? À, gói này á, thì anh đi bán giùm cho doanh nghiệp nha. Thì giá gói này là 101 nửa ký. 101 nửa ký. Dạ. Gói này nửa ký. Nửa ký. Dạ rồi em lấy gói này luôn. Anh chỉ còn có hai gói thôi. Dạ anh điêu giá đi. Anh điêu giá. Anh làm combo đi. Combo hai gói. Cái này anh bán giùm, cái này anh bán giùm. Do đó thì anh không có điêu được. Còn nếu trường hợp điêu quá nha, cái này là anh tặng nha. Anh điêu hai cái này vẫn là 200 mấy, nhưng mà anh sẽ tặng thêm cho em một cái hộp trà cút này. Trà cút này tự anh bỏ tiền ra tặng em. Dạ rồi anh dễ thương quá. Lấy cho anh cái bạch dễ thương. Tiền tổng cho em đi. Rồi. Một lát nữa em đứng đây nữa là em mua hết cái quầy của anh đó. 220 dưới bánh tét là 320 dưới là cái kia 200 là 520 ngàn. Tính tiền cũng nhanh quá ha. Mình đi mua đồ mình thích mau lẹ như vậy các bạn. À bây giờ dạ, em gửi anh. Cho vui xíu nữa nha. Dạ. Vì sẽ tặng cho một ký nhãn Thanh Kiệt của vùng đất Vĩnh Long, thôi là 80. Nha, của vùng đất Vĩnh Long nha. Nhãn này á thì quá trời, trái nó không lớn nhưng mà nó được xem là nhãn tiêu Thanh Kiệt, đặt cái tên đó đó. Nó trong này nó giòn, khô. Nhỏ xíu xíu à. Gọi là nhãn hột tiêu. Đó. Ui em thấy cái cơm nó dày nha. Chính xác. Thì nó được xem là nhãn tiêu mà. Không bị nước. Nó sẽ khô dành cho những người mà sợ đường cao á. Thì đây là cái sản phẩm nhẹ nhàng, thanh và giòn. Rồi anh sẽ tặng nha. Giòn và không có bị nước, giống như các nhãn mà nhãn bự bự mình ăn giờ, kiểu nhãn xuồng có những trái là nước nhưng mà cơm nó bị mỏng. Cái này là nhỏ xíu nhưng mà cơm nó rất là dày. Cơm nó rất là dày. Dạ. Không sao anh bán cho khách trước đi. Ưu tiên khách trước đi. Này là anh tặng. Cái này một ký là anh bán bao nhiêu? Một ký là 40 ngàn. 40 ngàn, dạ. Anh tặng cho em bao nhiêu? Anh tặng cho em 1 ký luôn. 1 ký luôn. Trời ơi dễ thấy thương luôn. Ghê chưa? Ghê ghê. Ủa tặng chứ sai. Anh nói hàng của anh là anh cứ tặng được. Size này là size xoài xanh Đài Loan. Không phải xoài Tử Quý. Em thấy nó hồng hồng. Ôi trời cảm ơn anh dễ thương quá. Bây giờ quá trời đồ rồi chứ cầm giùm em với. Nói vậy thì chắc mình phải kiếm gì mình mua thêm cái nữa. Sabo đi, bán em ký Sabo đi. Rồi ký Sabo nha. Hả? Loại ăn liền đúng không? Lựa ăn liền đi, rồi về tối nay em quay sinh tố luôn. Bao nhiêu anh ký Sabo nha? Ký Sabo 50 nha. Này là Vĩnh Long luôn nha. Đúng rồi. Này này Vĩnh Long.
ở đây là Quảng Ngãi nè, Bình Định nè, ché Bình Định, ché Bình Định rồi Kon Tum. Ở các sản phẩm ở đây là chủ yếu là sản phẩm ô cốp của các tỉnh các bạn, cho nên là giống như là một cái liên kết những gian hàng ẩm thực vùng miền. Đây, lên đây. Dễ thương. Trái bơ kìa, ngộ không? Trái này trái gì? Trái bơ. Trái bơ hả? Sao nó tròn? À, bơ này là bơ bốt. Bơ tròn, trái tròn tròn á, nhưng mà con bơ trái... là một trong năm loại trái cây ngon nhất thế giới. Dạ. Mà Việt Nam mình cũng có trồng được. Dạ. Đắk Lắk là trồng bơ đặc trưng, bơ của Đắk Lắk đó là cái. Dạ. Cơm nó dày này, ruột nó vàng này. Dạ. Xay một ly bơ này. Bán sao? Dạ em để trưng thôi, bán thì em bán ở bên trong. À vậy bán bên trong hả? Nhiều ký vậy? 60.000. Vậy bán nhiêu một ký? Có làm sương tố luôn đó. Cái này, rồi trái bơ này ngộ ha cô. Ở quán AK Cà Phê có món sinh tố bơ nè. Và tuần sau là có bơ già dừa non. Thì mình sẽ sẵn mua bơ ở đây luôn đi. Cô ơi, giờ mình sẽ đặt bơ trước nha. Đặt bơ để cô giao tư vấn cái cách giấm bơ mà bà con mình một số người chưa biết. Thì là đối với quả bơ Đắk Lắk á, thì khi mà hái thì nó chỉ là bơ già thôi, không phải nó chín. Nhưng mà khi mình muốn mà bơ chín nhanh hơn á, thì đối với Sài Gòn nóng á, thì mình có thể là mình nhúng vô nước, mình để lên bàn, mình tủ cái khăn ẩm lên. Hoặc xung quanh nó mình để những trái cây chín để nó tự lây qua nhau. Nói chung nôm na vậy, nó lây qua nhau, nó chín một cách tự nhiên ngon nhất. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Như cái này là một ký là bao nhiêu cô? À, một ký như thế này là đang là 60.000. 60.000, quá rẻ. Đây, quá trời đồ luôn, vừa đồ mua và được tặng nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ăn tối ở trên đường Lê Lai ở phía ngoài luôn các bạn. Rồi, đi thôi. À, các bạn ơi, là hội chợ ở đây là chỉ còn đêm nay và ngày mai chủ nhật thôi nha, giống như là tuần sau là không có hội chợ nữa. Thì clip Ánh Cua là hôm nay cũng là vừa hết hội chợ nha các bạn. Cho nên là hẹn các bạn ở hội chợ cuối tháng này, có cửa hàng Ánh Cua tham gia bên thành phố Thủ Đức nha. Còn ngày hôm đó là mình khai mạc là mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Dùm cho một lon kem, vậy là ba nước sấu với một chai nước suối. Ba sấu, một suối, một kem. Đổi những nước sấu qua lon kem là thấy cũng độc quá nha. Cái nào cũng tiêu hết trơn. Đây các bạn giới thiệu cái menu của bún đậu homemade nha. Cái chỗ này thì Ánh Cua cũng ăn rất là lâu rồi, coi như là món ruột vậy đó. Có rất là nhiều chi nhánh ở Sài Gòn thì các bạn có thể search trên Google ha. Còn đây là một phần bún đậu đặc biệt nãy mình kêu nè. Giá là 169.000. À no nê, cái này là dành cho 2 người, còn từ 2 tới 3 người là 249.000. Đó, rồi nem tai thính là 98.000. Mình sẽ giới thiệu một vài món giá nha. Chân gà xả tắc 98.000, ốc bu nhồi thịt 125.000, bún ốc chuối đậu 118.000, bánh gối 98.000, bao tử ôm sấu hồi nãy mình có kêu nè là 139.000. Rồi cái dồi, ở đây có dồi luôn nè mà nãy mình không có kêu. Cái này là ba rọi riềng mẻ 179.000. Còn nguyên một cái mâm lòng rán 149.000. Giá cũng rất là được nha các bạn. Cái phần bún giả cầy 118.000, chả mực đại dương 98.000. Đó, ngoài ra thì có nguyên cái lẩu luôn nè. Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn
Ồ, nghe thấy nhiều đồ ăn trong này quá ha. Nào là nguyên một cái mâm giống như thế này, có đầy đủ đồ ăn luôn, bò rồi đậu hũ rồi sườn sụn rồi có chả nữa. 565.000. Đó. Lẩu cá chép. Giòn. Lẩu cá chép. Giòn nhúng mẻ là bao nhiêu? 535.000. Cái này là phải là giống như gia đình mình bữa nay đi ăn là ăn cái lẩu này là vừa nè. Nhưng mà nãy giờ kêu một cái mẹt bún đậu thập cẩm rồi thêm mấy món linh tai linh tinh nữa là hơi nhiều. Chè nè các bạn, ở đây chè 38.000 đồng giá. Chè nào cũng 38.000 hết. Rồi nước xấu. Nước ở đây thì khoảng từ 28-35.000. Nước dâu dầm thì nó 35.000. À lộn, nước dâu tầm. Tại vì đang nhìn chữ ngược. Mới có order 5 phút là món ra rồi nha các bạn, rất là nhanh. Ốc bu nhồi thịt được 4 con, 5 con. Rồi bao tử ôm sấu. Rồi đây là một cái món đặc biệt đầy đủ, bún đậu mắm tôm, có đậu rồi chả cốm rồi thịt luộc, bún rau sống rồi cái gì dồi chiên hả? Rồi thêm cái chả nữa. Rồi nem cua bể. Và thêm một cái món mà anh ba hồi nãy gọi đó là giả cầy. Cái món giả cầy này hồi bữa em về cha mẹ đó, mẹ ngồi cơm mà cứ nhắc giả cầy hoài à. Là cái món gì con cá à, con lu nó đang ngồi đó. Con lu nó đang ngồi ở phía ngoài mà ăn con cá lạc chó mà cứ nói là món giả cầy không à. Con này làm giả cầy ngon. Thôi mời cả nhà cùng ăn tối nha, mời anh chị ba nha. Đây mình pha sẵn cái chén mắm tôm mà cho em mấy miếng ớt đi. Đây. Pha rồi. Ớt này cắt kiểu này thì nó sẽ không có cay lắm. À, chế thêm ớt không? Anh ba ớt không? Không có ăn ớt đâu mà thêm. Ủa vậy chỉ có mình ơi, mình ăn ớt hả? Ớt cắt kiểu đó nó nhanh. Rồi. À, đây giờ mình ăn thử cái chả cốm trước đi. Món này thì ở ngoài Hà Nội, xuất phát từ Hà Nội ha, từ Hà Nội đi vô trong Nam. Mời cả nhà nha. Cái vỏ lớp ở ngoài nó rất là mỏng và nó vàng chứ nó không có giòn. Những chỗ khác á là mình ăn á là cái đậu này là nó chiên ở trong là nó kiểu nó giòn luôn. Nó ở trong bị khô mà ở ngoài thì nó giòn. Thì mình thích ăn cái đậu nó mềm mềm vậy nè. Ăn nó thơm. Giống như là đậu non vậy á. Tên rất là đọc rất là dễ thương. Cái gì chứ? Em nhường cho chứ nói đó. Biết mà nói kỳ quá. Thôi bỏ qua. Cái lá nhìn nó dạ? Cái lá mà tên khó nói nó khác. Chắc phải là... Cái lá mà khó nói là cái lá làm mà bánh... Bánh lá. Bánh lá với bánh tập. Nó dài, nó nhỏ hơn. À, nó không phải lá này hả? Các bạn có biết là anh cua đang nói về cái tên lá gì không, comment ở dưới clip này nha. Giờ mình không thể nói ra nhưng mà comment thì mình sẽ đọc. Cái lá này rất là thơm và ăn nó rất là dậy cái mùi luôn. Bây giờ mình sẽ kẹp với cái miếng thịt chiên nè và chấm với mắm tôm. Wow.
Như nguyên cái mâm này, chả mực, đây là chả mực Hạ Long. À không phải, à, chả mực hồi nãy không phải là Hạ Long mà chả mực gì đó. Nhưng mà nói chả mực thì là cứ nhớ tới Hạ Long. Có mực nha. Lúc trước là không có chả mực đâu. Lúc trước mình ăn là chỉ có cũng không có heo chiên luôn, chỉ có đậu nè, chả cốm, thịt luộc, các loại rau, bún, thêm cái gì nữa chứ không có cái thịt heo chiên với chả mực. Nhưng mà đợt này thì là mình thấy là có thêm nhiều món nữa. Chứ ăn thử cái dồi chiên này thử thôi. Rồi. Ngon. Em đó giờ em ít ăn lắm. Nhưng mà dồi chiên đây em chưa từng ăn bao giờ. Review mà, bây giờ ăn thử nha để cho các bạn. Đây, ở trong này có thấy có sả, có thịt rồi có các loại rau gì bằng trộn lại nè. Chấm với mắm tôm. Anh ba cái món này là nhậu là y bài nè. Đang ngồi nhậu mình. Ai cũng uống nước sấu hết. Cái này có sụn ở trong đó hả? Thật thơm xả. Có gì nó dai dai. Đây chén của Quỳnh. Ủa sao thập cẩm quá vậy? Ở đây là ăn đồng chưa đủ à. Này các bạn, cái ốc nhồi thịt này là cộng xả nắm ra luôn. Lấy ra nguyên à, hay chưa? Lợi hại chưa? Lấy được không? Lấy được không mấy hai? Anh ba luôn. Thách anh ba luôn. Đức là sẽ thua nha, là trả cái chầu này nha. Lấy muỗng ngại. Ôi, tự nhiên nói trả cái chầu này cái xong giờ rung tay không rút được luôn. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Ngồi Đức rồi, Đức rồi. Không được. Đức rồi, Đức rồi. Rồi, trả chầu này nha. Rồi anh ba được rồi, vậy là Chết Thiết Tôm sẽ trả cái chầu này. Yeah, chúc mừng anh ba ơi. Yeah. Tốn vậy. Trả chầu này. Ai cũng vui, chỉ có một người không vui. Chấm nước mắm ha. Rồi nè, nước mắm. Đây, bây giờ là cho người trả tiền hôm nay là ưu tiên cho chấm trước. Cái này là lá xả. Lá xả hay lá dứa? Xả. Xả. Thơm xả. Hay là bồng thịt ốc với thịt vô. Đúng không? Thịt này với ốc. Ngon nha. Cái có cái nấm gì đó, nấm mộc nhĩ, là mắm mè, nấm mèo á. Giòn giòn. Nhưng mà chưa thấy thịt ốc. Như cái này là thịt xay ra. Nước mắm này là thơm lắm nha, có lá chanh rồi xả. Đây các bạn, bao tử ôm sấu chấm với nước mắm này, hình như cũng giống cái nước mắm hồi nãy á. Này đổ vô nè. Có tiêu xanh nè. Món này cũng dễ ăn. Tại vì anh cua không có hảo những món đồ lòng, cho nên mình sẽ chuyển qua ăn cái chả giò cua. Ở ngoài Bắc nem cua bể.
Đây, nem cô bể là nước mắm cũng na ná tương tự, mắm chua ngọt, tỏi ớt. Đây, mời cả nhà. Chua hả con? Chua đậm. Giòn lụm luôn, có thịt cua nè. Nhưng mà thịt cua nó ở đây nó không có kiểu dai dai nha, nó hơi bở chút xíu. Đây nhập chỗ là thấy người ta cuốn mà chua, đây cuốn tròn. Nhiều ở đây nhiều nấm, nhiều nấm, nhiều bún tàu, ít thịt cua. Tại vì phần này có bốn cuốn à, anh ba đang ăn giả cầy kìa. Đây nè, đây là món giả cầy của mẹ nè. Con cá này xào xào giả cầy à, xào giả cầy ngon lắm. Mẹ bữa về dưới cứ nhắc giả cầy không à. Tại giống như là cái gì nó dai dai á là giả cầy nó sẽ ngon. Giống như mà gà, gà vịt, gà mà gà đó dai á, luộc nấu cháo mà ăn đâu ngon đâu. Một là luộc xả, hai là giả cầy. Quán khách rất là đông luôn á các bạn. Bình thường á, ngày bình thường là quán này cũng khách đông. Rồi bữa nay thì anh cua hả? Lớn lên hả? Cái này. Nó lớn lắm rồi đó, đau họng nữa. Mấy nay là Sài Gòn rất là nóng cho nên là uống nước đá nhiều cho nên là dễ bị viêm họng lắm. Cho nên là các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Với thời tiết nóng như thế này thì mình đừng uống nước lạnh quá. Uống nước bình thường thì nó đỡ hơn. Bây giờ anh cua đang bị đau họng. Đúng không? Lọc với nước ấm là sao? Sẽ mà thường thường á, nóng á, người ta lại thích uống nước đá. Uống cho nó mát. Thì em thích uống cho nó mát cho nên là bây giờ bị đau họng rồi đó. Chứ bình thường mà nếu mà anh cua không đau họng là hồi nãy hát ca cổ rất là hay. Rồi bây giờ thì anh cua xin kết thúc video ở đây nha. Thì các bạn muốn mua đặc sản thiên nhiên Cà Mau của anh cua thì gọi số hotline 0915999550 hoặc đặt hàng trên website đặcsanthiênnhiên.vn nha. Tuần sau là AK Cà Phê sẽ có rất là nhiều món mới để các bạn có thể là tới thử nhiều món, chứ không phải là chỉ cà phê và các trà trái cây hiện tại, mà cập nhật gần 10 món mới nha các bạn. Cho nên là tuần sau các bạn tranh thủ ghé AK Cà Phê nha, hoặc là gọi số hotline, mình có thể là ship trong nội ô Sài Gòn đó. Thì vẫn là số hotline 0915999550 luôn. Rồi bây giờ thì anh cua cùng với Trái Thí Tôm, anh Ba Khía xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.